Chuyện cổ tích Việt Nam. Tia hy vọng nhỏ nhoi phần 2. Thứ này sẽ khiến cô bớt đau và giúp cô mau lành hơn. Nhưng phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Cô không được đi bộ trong vòng 2 tuần nữa. Nên đừng đi một mình tới chỗ cây đời đó, cô biết hay chưa? Nhưng ai đó cần đi đến đó, không thì chúng ta sẽ chết chìm mất. Mẹ ơi, con sẽ đi. Mọi người trong phòng đều sững sờ. Cái gì? Con đừng có ngốc nghếch vậy. Đúng vậy, đó là những gì ta nói với mẹ của cháu. Mẹ ơi, mẹ luôn dạy con phải dũng cảm và kiên cường để làm mọi việc nhằm để bảo vệ thiên nhiên mà. Làm sao mà mẹ lại không để con đi khi đến thời điểm làm tất cả những điều đó cơ chứ? Linda im lặng vì cô không có câu trả lời. Thánh Wormwood xoa đầu cô bé khi ông lấy một tấm bản đồ từ trong túi ra. Con đúng là dũng cảm, y hệt như mẹ con vậy. Nếu con đã quyết ra đi, vậy thì hãy cầm lấy cái này. Đây là gì ạ? Đây là tấm bản đồ thần kỳ. Nó sẽ chỉ cho con phương hướng tới chỗ của cây đời. Nó cũng sẽ cho con biết làng Aikup đã bị chìm xuống bao nhiêu dưới mực nước khi con đi xa. Nó sẽ giúp con vững chí, cảnh giác và kiên định hơn. Con cảm tạ ngài rất nhiều. Không có gì, nhưng hãy nhớ kỹ, con không được đánh mất nó dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì nếu như vậy, con sẽ không bao giờ tìm được đường trở về Aikup đâu, có biết chưa? Ôi con yêu, con không phải làm vậy đâu. Con phải thực hiện thưa mẹ, con phải làm. Hãy chăm sóc Jonki khi con vắng nhà. Và con hứa sẽ trở lại sớm thôi. Nhưng tình yêu của ta, con không phải đi ngay trong đêm đâu. Con hãy đi vào buổi sáng. Chúng ta không còn thời gian mẹ à. Con phải đi ngay bây giờ. Hop ôm chặt rồi chào từ biệt mẹ. Thánh Wormwood đưa cho cô bé chiếc ô kỳ diệu. Còn bà Cherry thì tặng cô bé một giỏ đầy trái cây. Khi Hop tới bờ biển, cô bé vẫy tay chào từ biệt Thánh Wormwood và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hop và chiếc bè nhỏ của mình đã vượt qua những trận cuồng phong và những con sóng bạc đầu để tiến tới gần đích. Cô cố chèo lái để sống sót khi một cơn lốc xoáy đã bao quanh cô, rồi cố gắng vượt qua vùng nước xoáy cho tới khi nhìn thấy đảo cây đời xuất hiện. À, cuối cùng mình cũng đến được đây. Ngay khi cô bé tiến sát tới hòn đảo thì một trận bão nữa đã ào tới. Và cho dù Hop đã cố gắng hết sức thì cô bé cũng không thể nào bám trụ được lâu hơn nữa, nên đã bị cuốn phăng đi. Khi Hop đáng thương mở mắt, cô bé thấy mình đang ở trên đảo cây đời. Và hình ảnh của cây cổ thụ đã khiến cô bé tràn đầy hy vọng. Nhưng để tới được đó không hề dễ dàng gì. Cô nhìn vào tấm bản đồ thần kỳ và thấy ngôi làng nhỏ Aikup của mình đã chìm một nửa dưới mực nước biển. Con quái vật Glowworm đang phá hủy những khối băng, làm tan chảy chúng. Dưới sức nóng khủng khiếp khiến cho mực nước biển dâng cao hơn nữa. Ôi không, mình phải nhanh lên, Aikup không còn nhiều thời gian nữa. Quý chí, Hop bắt đầu đi bộ về phía cái cây. Những đợt gió lạnh thấu xương đã ùa tới, nhưng Hop vẫn không thể nào ngừng bước. Mình sẽ không bỏ cuộc, mọi người đang trông chờ vào mình mà. Cô bé đi mãi cho tới khi những cơn gió trở nên quá lạnh lẽo, khiến băng giá bắt đầu bám vào người cô bé. Sương giá từ từ bao phủ cô hoàn toàn và cô bé bắt đầu bị đóng băng rắn lại. Sợ hãi và lạnh cống, Hop cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó có thể hữu dụng trong lúc này thì cô bắt đầu cầm chiếc ô ma thuật ra. Thánh Wormwood đã đưa nó cho cô. Cô bé rút chiếc ô ra và ngay trước khi bị đóng băng hoàn toàn, cô cố gắng nhấn vào nút trên chiếc ô. Ngay lập tức, chiếc ô bung ra, rồi một làn sóng nhiệt đã xóa tan mọi sương giá ra khỏi cơ thể cô, khiến cô bé lại hồi sức. Cô nhìn lên bầu trời và nói: xin cảm tạ người, Thánh Wormwood. Sử dụng chiếc ô như một tấm khiên để chống lại gió buốt, Hop đi cho tới khi tới chỗ của cây đời. Cây cổ thụ nhìn thật tuyệt diệu và không hề mảy may ảnh hưởng bởi giá lạnh xung quanh. Nó xanh tươi và tràn đầy sức sống. Cô bé tiến tới cái cây và nói: ôi cây cổ thụ, xin hãy nghe lời con nói. Con đến để xin người giúp đỡ để đánh bại được quái vật làm cho toàn cầu nóng lên, tên là Glowworm. Ai đã đánh thức ta dậy từ giấc ngủ say vậy? Con là ai?
Người đã vượt qua bão tố và lạnh giá để đến đây. Con tên là Hope ở làng Ice Cup và con đến để nhờ người giúp đỡ. Xin hãy cứu con thoát khỏi quái vật Glower. Ta có thể giúp con, nhưng ta cần thứ gì đó để đổi lại. Cái gì kia? Cái mà con đang giữ chặt trong cánh tay ấy. Cái này à? Đây là tấm bản đồ sẽ đưa con trở về. Không có nó con sẽ lạc lối. Vậy thì đó chính là thứ ta cần. Hãy đưa ta tấm bản đồ, rồi ta sẽ tiêu diệt con quái vật hung hãn kia. Được à? Đây. Cái gì? Con không cần nó để trở về nhà sao? Con có cần, nhưng nếu không đưa nó ra thì con cũng không có nhà để về nữa. Vậy nên đây à? Con làm ta kinh ngạc đó. Giá lạnh và bão tố chỉ là những vấn đề nhỏ đối với người tìm kiếm, nhưng đây là thử thách mà tất cả những người khác đều thất bại khi mà họ cố giữ tài sản của mình trong cuộc sống. Con lại sẵn sàng từ bỏ mà không cần mãi mãi suy nghĩ. Được, ta sẽ giúp con. Nói xong, cây đời nhắm mắt lại, lá cây xào xạc và những cơn gió mát lành nổi lên khi cây đời chạm vào những đứa con của mình khắp mọi nơi trên toàn thế giới và hồi sinh chúng. Cây non trở thành cái cây cứng cáp, còn cây khô thì đã sống lại. Những người bạn Gigi thấy những người bạn cây yêu quý của mình đã rời khỏi bầu trời để chạy ngay tới chào hỏi. Vào lúc đó, năng lượng của Glower yếu đi khi nhiệt độ của thế giới trở lại bình thường. Nó dần dần chìm vào giấc ngủ sâu và biến thành một hòn đá bình thường, không còn có khả năng gây nguy hiểm nữa. Chẳng mấy chốc, thế giới bắt đầu được hồi sinh và trở nên tươi xanh, tràn đầy sức sống. Con không cần phải sợ hãi nữa, con gái à. Con có thể trở về nhà, mọi thứ đã bình yên rồi. Đây, con sẽ cần cái này. Nói vậy, cây đời trả lại tấm bản đồ cho Hop. Cô bé rất đổi vui mừng. Ôi, xin cảm tạ người. Người thật là một điều kỳ diệu mà. Con sẽ luôn giúp đỡ những người con của người ở bất cứ nơi nào con đến. Cảm ơn con gái, giá như mọi người đều nghĩ như con. Hãy hứa với ta là con sẽ nhân rộng nhận thức này cho mọi người trên thế giới này để mọi người đều quan tâm bảo vệ thiên nhiên. Con xin hứa. Hop và cây đời gửi đến cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Hop kiểm tra tấm bản đồ thần kỳ và thấy làng Ai Cập đã nhô lên khỏi mặt nước. Cô bé mừng rỡ bắt đầu trở về nhà. Khi Hop trở về Ai Cập, tất cả đã trở lại tốt đẹp giống như ban đầu. Hop rất vui mừng và mọi người chào đón cô bé với vòng tay rộng mở. Hop chạy ngay tới bên mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ ở đây rồi, con đã rất sợ hãi. Con của mẹ, mẹ rất hạnh phúc khi lại được ôm con trong vòng tay. Con thật sự đã cứu chúng ta. Cô có một cô con gái thật mạnh mẽ và dũng cảm, Linda à. Cô bé thật sự giống cô như đúc vậy. Và ta không chắc chắn rằng đó là một điều hoàn toàn tốt đâu. Mọi người cùng phá lên cười. Hop rất thỏa mãn khi thấy mọi người đều hạnh phúc và mỉm cười. Vào đêm đó, trong khi Linda đưa Hop đi ngủ, cô bé nói: Mẹ ơi, con muốn đi khỏi Ice Cup. Tại sao vậy con yêu? Con vừa mới trở về mà. Con không muốn Glower thức dậy nữa. Vì vậy, con sẽ đi chu du khắp thế giới và truyền tải thông điệp của cây đời. Để làm gì vậy? Để bảo vệ các con của người là cây xanh. Đó là cách duy nhất để ngăn Glower thức dậy nữa. Là trồng thêm và không đốn hạ thêm cây xanh nữa. Các thành phố phải ngừng sử dụng năng lượng hóa thạch và sử dụng các bạn của chúng ta, những thiên thần ánh sáng, thay thế cho năng lượng cùng với năng lượng gió và nước, nhưng cũng ở mức độ vừa phải, để giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất độc hại. Nếu như chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ làm trái đất nóng lên. Ồ, và con đang chuẩn bị làm tất cả việc đó một mình sao? Marsh, Tom, Gretel, Johnny và Lindsay cũng muốn đồng hành cùng con để cùng nhân rộng nhận thức đó. Con thật là giỏi đó. Mẹ chúc con may mắn trong suốt chuyến đi, nhưng giờ đang là buổi đêm. Tại sao con không chỉ là cô con gái nhỏ Hớp của mẹ và ngủ cùng mẹ nhỉ? Tất nhiên ạ, con luôn là con gái Hớp nhỏ bé của mẹ mà. Nói xong, hai mẹ con cùng sưởi ấm trái tim nhau và chìm vào giấc ngủ yên bình. Vào sáng hôm sau, những thiên thần ánh sáng lại ghé thăm trái đất. Những người bạn Gigi ôm chặt lấy họ và mọi chuyện lại trở lại như ban đầu.
Với lòng dũng cảm và ý chí bảo vệ thiên nhiên, Hope đã thực hiện nhiệm vụ của cô bé và chứng minh rằng chúng ta phải cứu lấy trái đất bằng sự đóng góp của chính mình.